hôm nay Kitty sẽ ôn lại một số dạng toán, tức là cộng trừ ba chỉ số. Để cho ba bài để Kitty làm. Bài thứ nhất là đặc tính rồi tính. Bài thứ hai là về tìm x. Và bài thứ ba là mình cho ba số 315, 40 và 355 và các dấu cộng, trừ và dấu bằng. Thì mình phải lập ra các phép tính sao cho đúng. Rồi, Kitty đọc bài làm bài nha. Đặt tính rồi tính. 352 cộng 416. Coi thử bài đầu tiên. 352 cộng 416. Đặc tính là tính, trước tiên là mình sẽ viết các số hàng đơn vị theo hàng đơn vị, hàng chục theo hàng chục, hàng trăm theo hàng trăm. Đúng không? Sau đó mình mới cộng, cộng từ hàng đơn vị trước. Hàng đơn vị là cái số mà nằm cuối cùng bên phía tay phải. Đúng không? Hàng đơn vị nè. Số cuối cùng bên phía tay phải là 2 cộng 6 bằng 8. Rồi. Tới hàng chục, 5 cộng 1 bằng 6, hàng trăm, 3 cộng 4 bằng 7. Thì kết quả của 352 cộng 416 là bằng 768. 768 đúng rồi. Đây là phép tính đặc tính rồi tính, không có nhớ. Cộng 3 chỉ số không có nhớ. Con sẽ làm bài tiếp theo. 732 trừ 511. trừ 511, trừ 100, hàng chục và hàng đơn vị, viết ngay hàng. Rồi mình làm phép tính thôi. Trừ 2 trừ 1 bằng 1. Hàng đơn vị trừ trước, 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 1 bằng 2. Tới hàng chục, 3 trừ 1 bằng 2. 7 trừ 5 bằng 3. Tới hàng trăm, 7 trừ 5 bằng 7 trừ 5 bằng mấy? Dạ, 7 trừ 5 bằng 3. Chắc không? Bằng 2. 7 trừ 5 bằng 2. Nhầm. Nhầm lẫn xíu. Rồi. Kết quả là 221. Thì là 732 trừ 511 bằng 221. 221 đúng rồi. Tiếp tục. 418. 418 cộng 201. 418 cộng 201. Rồi. Xong thực hiện phép tính. Dạ. 8 cộng 1 bằng 9. 1 cộng 0 bằng 1. 4 cộng 2 bằng 6. Rồi, kết quả là 619. 619, hàng đơn vị là 8 cộng 1 bằng 9. Hàng chục 1 cộng 0 bằng 1. Hàng trăm 4 cộng 2 bằng 6. Kết quả ta có 619 đúng rồi ha. Rồi, tiếp. Rồi, bài kế tiếp là 395 trừ 44. 395 trừ 44. Rồi, sẽ bắt đầu làm. Rồi, viết các số theo thứ tự, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 395 trừ 44. 44 có hàng trăm không? Không. Nên mình sẽ có hàng chục, bốn chục và bốn đơn vị đúng không? Rồi, 5 trừ 4 bằng 1. Hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, 5 trừ 4 bằng 1. 9 trừ 4 bằng 5. Hàng chục, 9 trừ 4 bằng 5. Và 3 trừ 0 bằng 3.
Phần trăm là 3 trừ 0. Thì kết quả là? Dạ, kết quả của phép tính 395 trừ 44 là 351. Đúng rồi. Rồi, sang tới dạng bài thứ hai đó là dạ. Tìm x. Tìm x. Rồi, để con coi. A là x trừ 125 bằng 344. Ừ, vậy x bằng mấy? Để con coi coi. Hồi trước con có học mấy câu. Muốn tìm một số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. À, tìm số bị trừ. X ở đây là số gì? X ở đây là một số bị trừ. Đúng rồi, trong phép tính trừ, x ở đây là số bị trừ. 125 là? 125 là số trừ, còn 344 là hiệu. X rồi mình sẽ lấy 344 cộng, mình sẽ lấy hiệu cộng cho số bị chọn cộng cho số trừ. Hiệu cộng với số trừ là sẽ ra 300 và số bị trừ 44 cộng 125 bằng, dưới đây 344 cộng 125, 4 cộng 5 bằng 9. Đây. Thì lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị chứ. Dạ. Hàng tới 4 cộng 2 bằng 6. Chục cộng chục, 4 chục cộng 2 chục bằng 6 chục. Rồi tới trăm cộng trăm, 3 cộng 1 bằng 4. Kết quả là x bằng x bằng 469. Con thử đấy, 469 trừ 125 là có ra bằng 344. Dạ, 469. Rồi con những từ hình gì chắc là 9 trừ 5 bằng 4. 4 thử con đặt tính bên ngoài thử nha. Dạ. Hình thử đặt tính này là 469 trừ với 125. Rồi. À, cái tư tính này cài là ra kết quả là bao nhiêu nha? 9 trừ 5 bằng 4. Hàng đơn vị, trừ hàng đơn vị. 6 trừ 2 bằng 4 luôn. Chục trừ chục. 4 trừ 1 bằng 3. 100 trừ 100 bằng 4. Thì đúng là 344 rồi. À, vậy là kết quả đúng rồi đó. X bằng 469 là đúng rồi đó. Dạ. Rồi, tiếp bài thứ 2. Cái này là x cộng 125 bằng 266. Để con coi coi. Con nhớ lại cái câu. X này là số gì? Trong phép tính cộng thì x này là số gì? Số hạng. Đúng rồi. Số hạng, số hạng. Và đây là tổng. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ lấy tổng trừ cho số hạng đã biết. À, tìm một số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ cho số hạng đã biết. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tính là 266. À, lấy tổng là 266 trừ cho 125. Trừ 125 thì nó sẽ bằng 6 trừ 5 bằng 1. 6 trừ 2 bằng 4. 6 hàng chục trừ 2 chục là 4 chục đó. Hàng tới hàng trăm trừ hàng trăm. 2 trừ 1 bằng 1 là 141. Bây giờ con mình sẽ thử lại nha. Mình thử lại, mình lấy x là 141, mình cộng với 125. Dạ, con đặt tính này, tính. Đặt tính ở đây. Để con coi là 141. 41. Mình cộng với 125. Cộng 125 thì sẽ ra đáp án. Một cộng năm bằng sáu. Bốn cộng hai bằng sáu. Một cộng một bằng hai. À, ra kết quả giống như là ra
Tính bản này 266 vậy là đúng rồi đó. Dạ. Và bây giờ mình sẽ tới bài tiếp theo nha các bạn. Bài số 3, đố vui xíu. Với ba số 315, 40 và 355 và các dấu cộng trừ bằng, giờ mình viết ra các phép tính đúng. Dạ, vậy con viết hàng ngang vậy nha mẹ. Hàng ngang. Ok, con sẽ lấy 315. Con cộng với 40 là bằng 355. Để con giải thích cái phép tính này là 5 cộng 0 bằng 5 cộng 0 bằng 5, viết 5 ở đây. 1 cộng 4 bằng 5, viết 5 ở đây. Còn 3 cộng 0 là 3, viết 3 ở đây. Vậy là 315 cộng 40 là bằng 355, đúng rồi. Dạ. Còn phép tính nào nữa không? Viết các phép tính à. Còn phép tính nữa. Tính nữa. 40 cộng 315 bằng 355. Mình đảo vị trí nó lại thôi. Dạ. 0 cộng 5 bằng 5, viết 5 ở đây. 4 cộng 1 bằng 5, viết 5 ở đây. Dạ, 0 cộng 3 thì bằng 3, ở đây. Đảo lại, 315 cộng 40 là bằng 355. 40 cộng 315 bằng 355. Ở đây người ta cho thứ ba dấu là cộng trừ bằng. Cộng trừ. Nãy mình làm dấu cộng với dấu bằng rồi. Có làm với dấu trừ được không? Có thể mình sẽ lấy 355 trừ cho 315 thì mình có thể ra 40. Năm trừ năm bằng không, viết không ở đây. Hàng chục bên đây là 355, hàng chục là 5 đúng không? Năm chục đây, hàng chục là mấy? Đây hàng chục là 1. Vậy 5 trừ 1 bằng? 5 trừ 1 bằng 4. 4. Rồi viết 4 ở đây, rồi 3 trừ 3 là 0, viết 0 đây. Vậy ra 40 đúng rồi. 355 trừ 315 bằng 40. Rồi tiếp là mình sẽ lấy 355 trừ 40 là 315. 355 trừ 40 bằng 315. 5 trừ 0 bằng 5, viết 5 ở đây. 5 trừ 4 bằng 1, viết 1 ở đây. 3 trừ 0 bằng 3, viết 3 ở đây. Còn nào nữa không? Không. Hết rồi. Vậy là cho với ba số 315, 40 và 355 với ba dấu cộng trừ bằng, mình đã viết ra được mấy phép tính? Dạ, bốn phép tính, hai phép tính cộng và hai phép tính trừ. Cộng là 315 cộng 40 bằng 355, 40 cộng 315 bằng 355. Phép tính trừ thì có 355 trừ 315 bằng 40, 355 trừ 40 bằng 315. Ok, cái Kitty làm đúng rồi. Kết thúc bài học ở đây nha. Vậy Kitty có được sticker 10 điểm. Yeah. 10 điểm này Kitty có thể đổi lấy tiền tiêu vặt. 1.000 đồng. Tiền tiêu vặt ha. Hoặc là được 10 phút chơi điện thoại. Dạ, vậy con sẽ chọn 10 phút chơi điện thoại, bởi vì con đã để dành rất là nhiều. Rồi thôi. Mình kết thúc video. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.